Xin chào tất cả các em Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái chuyên đề về vấn đề tương giao của hai cái đồ thị hàm số trong cái chương khảo sát hàm số Thế thì trong cái tiết học hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một số các cái dạng tiếp theo trong bài toán tương giao của đồ thị hàm số mà nó có liên quan đến tham số M Trong nội dung của dạng 3 này thì chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán là tìm cái giá trị của tham số M để cho các phương trình fx bằng gm nó có nghiệm thỏa điều kiện cho trước khi biết các bảng biến thiên hoặc đồ thị của hàm số y bạn biết Thế các em biết rằng là với một cái phương trình mà nó có cấu trúc dạng giống như fx bằng m á, thì đây chính là phương trình hoành độ giao điểm của hai cái đồ thị hàm số một cái là y bằng fx và một cái là y bằng à, m trong đó cái m này nó là một cái hàng số cho nên về mặt đồ thị á, thì cái hàm số y bằng m nó sẽ là một cái đường nằm ngang như thế này được chưa Đấy, R à, m Thì các em để ý rằng là cái giá trị tung độ ngay chỗ này nó là m Cho nên là khi mà M biến thiên thì cái đường thẳng Y bằng m này nó sẽ thay đổi lên xuống như thế này. Và khi nó thay đổi lên xuống thì cái sự tương giao giữa cái đường Y bằng m với cái đồ thị hàm số X này nó sẽ à, sẽ thay đổi tùy theo cái giá trị M đó. À, trong khi đó với cái đề nó đã cho trước chúng ta cái đồ thị hoặc các bản biến thiên của cái hàm số Y bằng X rồi thì chúng ta dựa vào cái đồ thị hàm số với cái đường y bằng rm à, nằm ngang này thì chúng ta sẽ đánh giá được cái giá trị m tương ứng để chúng ta biết rằng là với cái m nào thì cái số giao điểm của cái đồ thị hàm số y bằng mít với cái đường y bằng r này nó sẽ khác nhau và khác nhau tại bao nhiêu điểm thế trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ đi vào từng cái dạng bài tập 1 ví dụ như cái bài đầu tiên ở đây người ta cho cái hàm số y bằng trừ x mũ 4 cộng 2x bình phương nó có đồ thị như hình bay có nghĩa là cái đồ thị của cái hình dưới này thế thì à, ở đây người ta yêu cầu là tìm tất cả các cái giá trị thực của tham số m để cho cái phương trình à, trừ x mũ 4 cộng 2x bình phương cộng m này này nó có bốn nghiệm thực phân biệt thế thì các em để ý rằng là cái đồ thị hàm số y bằng trừ x mũ 4 cộng cho 2x bình phương thì người ta cho đây rồi trong khi đó cái đường y bằng m này là cái đường nằm ngang này. đây ví dụ như cái đây cái đồ thị của nó như thế này đây là m của chúng ta như vậy muốn cho cái đường thẳng y bằng m mà nó nó cắt cái đồ thị hàm số y bằng trị của 4 cộng 2 x bình này tại 4 điểm phân biệt. Đúng chưa? Vì số nghiệm của phương trình này chính là số giao điểm của hai cái đường y bằng m và cái đồ thị hàm số biết này. Như vậy 4 nghiệm phân biệt nghĩa là cái đường y bằng m nó phải nằm ở trong cái vùng này này. Đấy. Nghĩa là m của chúng ta nó phải nằm trong cái miền từ 0 đến 1 vấn đề ở đây là nó nó bằng không hay không thì các em để ý là khi m nó bằng không thì cái đường y bằng m chúng ta nó trùng với trục quanh và nó chỉ cắt cái đồ thị hàm số fx tại có 3 điểm thôi à, còn nếu như m mà nó bằng một thì cái đồ thị hàm số và à, cái đường y bằng m nó chỉ cắt nhau tại hai điểm thôi như vậy với cái điều kiện bài toán này thì m này nó phải nhỏ hẳn hơn một và m này nó phải lớn hẳn hơn không đó như vậy là đáp án của chúng ta là đáp án đề được chưa rồi một bài tập khác tương tự ở đây người ta cho cái hàm số fx có đồ thị như cái hình vẽ này đấy Bây giờ người ta yêu cầu là tìm cái số nghiệm thực phân biệt Của cái phương trình fx bằng 1 cộng m bình phương Đấy có bao nhiêu nghiệm phân biệt Thế thì các em để ý rằng là cái đường y mà bằng à, fx thì cái đồ thị người ta cho ra rồi Trong khi đó cái hàm số y bằng à, 1 cộng m bình phương này Nó cũng là một cái đường nằm ngang vì nó là một cái hàm hàng Nó không phụ thuộc theo x Và đồ thị của nó cũng sẽ là một cái đường nằm ngang Đúng không nè, cái đường nằm ngang y bằng m cộng 1 này M bình cộng 1 là đáy Thì các em để ý rằng M bình phương cộng 1 luôn luôn là một số lớn bằng 1. Đúng không? Lớn bằng 1 như vậy là trên cái hệ trục tọa độ này nè thì cái giá trị bằng 1 nó sẽ nằm phía trên trục hoành. Ví dụ đây là 1 nha. Đây là 1. Như vậy cái đường y bằng M bình phương cộng 1 của chúng ta lúc nào nó cũng nằm trên cái đường y bằng 1 này. Nó nằm trên con số 1 này. Và à, và nó nằm trên con số 1 nghĩa là so với cái sự à, tương giao của cái đồ thị hàm số y bằng bình phương cộng 1 với cái đường y bằng biết chúng ta thì lúc nào nó cũng phải nằm phía trên này do đó nó chỉ cắt cái đồ thị hàm số y bằng Fx của chúng ta chỉ tại à, duy nhất một điểm thôi với bất kỳ m nào đúng không như vậy đáp án ở đây chúng ta sẽ chọn ở đáp án b đấy à, một ví dụ khác như thế này cho hàm số biết có đồ thị như sau đây là đồ thị của hàm số biết của chúng ta người ta yêu cầu là tìm tất cả các giá trị tham số m để cái phương trình này nè nó có đúng 3 nghiệm phân biệt nha ba nghiệm phân biệt như vậy từ cái phương trình này à, công việc của chúng ta là phải tự cô lập cho được cái tham số m ra à, và ta rút fx nó qua một bình như vậy từ phương trình này thì ta sẽ có rằng fx sẽ bằng mấy fx này nó sẽ bằng là 3 trừ cho 3 m chia mấy cái không chia 2 và ta đặt cái hàm này là hàm y bằng rx nè đấy và cái đường rx này là một cái đường nằm ngang À, tùy theo giá trị m mà cái đồ thị hàm số này nó sẽ cắt đồ thị fx. Đồ thị fx thì người ta cho đây rồi. À, như vậy muốn cho cái đường y x mà nó cắt cái đồ thị hàm số x tại ba điểm phân biệt á thì cái đường y x nó phải nằm Đấy, như vậy ta sẽ giải cái bất phương trình ra. Đó nè. Đây. À, trừ 3m cộng 3 chia cho 2 nó phải lớn trừ 1 và nhỏ hơn 3 và từ đây này ta sẽ rút ra được m ví dụ như từ đây thì em sẽ rút ra được ví dụ như cái con hai này ta nhân lên đây là 6 này 6 ta chuyển còn 3 qua là còn 3 thôi này như vậy ta được bán trình là trừ 3m nhỏ hơn gì nhỏ hơn 3 đấy như vậy m nó sẽ lớn hơn mấy à, nó sẽ lớn hơn trừ 1 Đấy, tương tự như vậy à, ta giải bất trình bên này Thì tôi nhân 2 lên thì, thì trừ 2 nó sẽ nhỏ hơn gì Nhỏ hơn trừ 3m cộng 3 này Được chưa Rồi các em chuyển vé Cái này qua bên này Thì được trừ 5 Và tôi chia trừ 3 xuống Thì m nó sẽ nhỏ hơn 5 phần 3 Được chưa Đó chính là kết quả cần tìm Và đáp án của chúng ta Sẽ chọn ở trong cái bài này Là đáp án A À, một cái ví dụ khác hàm số y bằng x à, xác định liên tục trên r và có bảng biến thiên như thế này bây giờ nó không cho đồ thị mà nó cho bảng biến thiên thì tất nhiên là cho bảng biến thiên hay là cho đồ thị thì nó cũng thế thôi vì từ cái bảng biến thiên chúng ta có thể suy ra được đồ thị à, bài toán yêu cầu là tìm tất cả các giá trị thật của m để cái phương trình fx 1 một bằng m này nó có đúng hai nghiệm thì một lần nữa chúng ta sẽ cô lập cái cái phương trình này ra để nó thành các phương trình là fx bằng mấy fx là bằng à, m cộng 1 đúng không? và ta quan sát qua đồ thị hàm số à, các bản biến thiên ta có hình dáng của đồ thị hàm số nó sẽ là một cái à, cái đồ thị như thế này. ở đây là dương vô cùng, ở đây là dương vô cùng, đúng không? đấy, à, cái này là cực tiểu nó là trừ một, cực đại nó là không, và cực tiểu chỗ này cũng là trừ một. như vậy muốn cho cái đồ thị hàm, cái phương trình này có đúng hai nghiệm phân biệt nghĩa là cái đường y bằng m cộng một này này nó cắt cái đồ thị fx này tại đúng hai hai điểm. À, để cho cái đường y m cộng một là một cái đường nằm ngang mà nó cắt cái đồ thị này tại hai điểm thì chỉ còn một cách thôi đó là nó đi qua ngay cái điểm trừ một này, đấy như vậy là m cộng một nó nằm ngay chỗ đây, thì chỗ đây thì nó sẽ có được hai điểm, hoặc là gì các em, hoặc nó nằm ở đây này, đấy hoặc nó nằm này, như vậy tóm lại nó chỉ có hai trường hợp thôi, đó là m cộng 1 bằng trừ một hoặc m cộng một phải lớn hẳn hơn không, đúng chưa? Đấy như vậy chúng ta có hai cái tình huống đó là m cộng 1 bằng trừ 1 khoảng m cộng 1 lớn hơn 0 và từ đây ta giải ra được m bằng trừ 2 hoặc m sẽ lớn hơn à, lớn hơn trừ 1 đúng chưa đấy như vậy thì đáp án ta chọn ở câu này sẽ là đáp án đi đấy chưa đấy thì cái dạng dạng của cái dạng bài tập này đó là à, giải bài toán bằng cách là dựa vào đồ thị của một cái hàm số với một cái đường nằm ngang để ta kết luận rồi à, ta qua cái dạng thứ tư à, đó là sự kết hợp giữa các bài toán ở dạng 3 với một cái bài toán à, vận động đồ thị đặc biệt là một trong những kỹ thuật vận động hay gặp đó chính là à, cái sự biến đổi của đồ thị hàm số biết thông qua giá trị đối à, thì thầy nhắc lại một tí về kỹ thuật vận động đồ thị đối với các hàm số mà y bằng trị tuyệt đối của biết thì trong cái phần lý thuyết chúng ta học thì nhắc lại một tí trong cái phần chúng ta học có phần lý thuyết à, này thì có nhắc đến cái sự vận động đồ thị của các hàm số y bằng trị đối fx đó là gì à, cái đồ thị hàm số y bằng trị đấu x thì nó được xây dựng trên cơ sở đồ thị hàm số x bằng cách là cái phần phía trên trục hoành thì ta giữ nguyên còn cái phần phía dưới trục hoành thì nó được lấy đối xứng qua trục hoành đấy chẳng hạn như à, ví dụ như cái đồ thị hàm số của chúng ta nó như thế này đây là đồ thị hàm số x như vậy muốn tìm đồ thị hàm số trị đối với x thì ta làm như thế này ta lấy cái phần phía dưới trục hoành ta đối xứng lên đấy đối xứng lên hết rồi ta bỏ cái ta bỏ cái phần phía dưới trục hoành này đi đấy chưa yeah. Rồi, như vậy là ta sẽ được đồ thị của hàm số y bằng trị đấu fx. Được chưa? Đấy, như vậy trên cơ sở của phần lý thuyết này nè, thì chúng ta sẽ đi tiếp qua các dạng bài tập số 4. Nó là sự phát triển của cái dạng bài tập số 3 à, kết hợp với cái bài toán biến đổi đồ thị mà chúng ta mới vừa nói. Chẳng hạn như cái bài tập sau đây, cho hàm số x bằng ax mũ 4 cộng bx bình phương cộng c. Nó có cái bảng biến thiên như thế này. Đây là một cái dạng hàm bậc 4 có hai cái à, cái phương trình đạo hàm của nó có 3 nghiệm phân biệt, nghĩa là nó có 3 cực trị và hệ số a này dương đúng không? Bây giờ người ta nói rằng là có bao nhiêu số nguyên m để cho có phương trình fx trị tuyệt đối bằng 3m có đúng 8 nghiệm phân biệt. Đúng chưa? Thì bây giờ vấn đề là từ đây nè, từ cái bản biến thiên này nè, ta sẽ suy ra được hình dáng đồ thị fx cái đã nè. Rồi từ cái đồ thị fx này chúng ta sẽ suy ra được đồ thị của tuyệt đối. Và từ cái đồ thị của tuyệt đối này thì chúng ta sẽ suy ra được cái giá trị m cần tìm. Được chưa? À, như vậy ta có thể là dựa vào cái hàm số này ta sẽ đánh giá cái gì các Ta đánh giá cái đồ thị hàm số x nó như này đây Được chưa rồi à, thế thì ở đây nó là dương vô cùng này đúng chưa rồi cái này nó cũng dương vô cùng luôn này à, nó có hai cái cực tiểu là trừ một phần tư này đúng chưa rồi từ một phần tư này đây cũng trừ một phần tư luôn phải không rồi cái tung độ của cái điểm cực đại này nó là hai thì các em để ý rằng là cái trục hoành của chúng ta đó cái trục hoành của chúng ta thì nó nằm ở gì đây ta tập trung vào trục hoành thôi cái trục hoành chúng ta thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở giữa ra rồi vì nó là y bằng không mà đây là x rồi như vậy từ cái đồ thị hàm số biết này, này ta sẽ suy ra được đồ thị hàm số trị đấu FX bằng cách làm gì đây các em sẽ lấy đối xứng nó qua cái trục hoành ở cái phần âm là lấy đối xứng nó qua được chưa lấy đối xứng nó qua được chưa thầy lấy ví dụ như thế thì các em để ý rằng là À cái talay đối xứng qua thì cái này nó là 1/4 này. Đó, nó 1/4. Cái chỗ đây cũng 1/4 luôn. Được chưa? Rồi thầy sẽ vẽ lại cái khúc ở chỗ đây một tí vì con 2 thì nó hơi lớn, nó lớn hơn 1/4 lần Đấy, giả dụ như chúng ta cái đồ thị gốc của chúng ta ở chỗ này. Đấy nó lên còn 2 nó nằm ở đây nè Đấy, thằng 2. Được chưa? 2 nó lớn hơn 1/4. Và cái phần dưới trục hoành này ta sẽ ta bỏ đi nha. Bỏ đi đó thì ta sẽ được cái hình dáng của đồ thị y bằng trị tuyệt đối fx và muốn cho cái đường y bằng 3m này nó cắt cái đồ thị trị đối biết này túng 8 điểm phân biệt thì thì cái cái đường y bằng 3m nó phải đây, nó phải cắt ngay chỗ này này đó thì các em đếm là đúng là 8 thiệt hả nè ở dưới này nếu mà nó nằm ngay trục hoành thì nó chỉ cắt tại 1 này 2 này 3 này 4 điểm thôi đấy rồi mà nó nằm trong có khoảng từ 0 cho đến 1 phần 4 này thì nó gì nó là gì à, các chỗ này là một điểm này Chỗ này là 2 điểm này, chỗ này 3 điểm này, 4 điểm này, 5 điểm này, 6 điểm này, 7 điểm này, 8 điểm này. Được chưa? Đấy, còn nếu mà nó đậm ngay chỗ 1/4 thì nó chỉ có là 1 điểm này, 2 điểm này, 3 điểm này, 4 điểm này, 5 điểm, 6 điểm thôi. Còn lớn hơn 1/4 mà nhỏ hơn 2 thì nó chỉ có là 1 điểm này, 2 điểm này, 3 điểm này, 4 điểm thôi. Ngay chỗ con 2 thì nó chỉ 1 2 3, trên con 2 thì nó có 2 thôi. Như vậy muốn cho có 8 điểm phân biệt thì buộc cái kết quả là 3m của chúng ta đó nó phải nằm trong cái khoảng từ gì các nó phải lớn hẳn hơn không cái đó này và đồng thời nó phải nhỏ hơn một phần mấy nó nhỏ hơn 1 phần tư mới được đúng không thì thì cái đường y bằng à, 3 m của chúng ta nó mới cắt cái đồ thị hàm số y bằng trị đó biết tại 8 điểm phân biệt thế thì dựa vào đây ta rút ra được m nó sẽ lớn hơn không và nó nhỏ hơn 1 phần 12 đúng không đấy thế đề bài toán yêu cầu ở đây là gì có bao nhiêu số nguyên M mà để phương trình này có 8 nghiệm phân biệt thì muốn cho nó 8 nghiệm phân biệt thì M này mà trong cái khoảng từ 0 đến 1 phần 2 này là không có cái giá trị nguyên nào hết các không số có số nguyên nào hết vì nó lớn hơn không có nhỏ hơn một mắt cho nên cái số đáp án cuối cùng ở đây là đáp án B nghĩa là không có cái giá trị nguyên nào Đó này Đấy. À, một cái chẳng hạn một ví dụ khác nữa chẳng hạn như thế này ở đây người ta cho cái cái hình vẽ này là hình vẽ của cái đồ thị hàm số x người ta hỏi là có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên m để cho cái phương trình à, hai lần trị đấu FX bằng M có 6 nghiệm thực phân biệt có 6 nghiệm thực phân biệt thế thì từ cái phương trình này nè các em sẽ rút ra một cái phương trình tương đương đó là trị tuyệt đối FX vì có con hai nó là một số dương rồi nghe không cho nên ta đưa ra khỏi tuyệt đối và cái phương trình này sẽ biến thành phương trình trị đối FX bằng M trên 2 được chưa rồi mà, mà fx là đây như vậy từ cái đồ thị này nè ta sẽ suy ra được đồ thị của hàm trị đối fx bằng cách như sau cái phần phía dưới trục quanh này ta lấy đối xứng lên như vậy chỗ này là một hai rồi này con ba nó nằm chỗ này các em được chưa? Rồi ngay chỗ này nó là gì? Đây ta lấy đu xứng lên thì nó nằm chỗ này. Đây cái điểm này. Chỗ này cũng vậy. Ta lấy đu xứng lên nó nằm ngay chỗ này. Đấy, đồ thị hàm xuống của nó sẽ kiểu như thế này. À đuối xứng lên là nó chạy tới cái điểm cực đại này, nó chạy xuống nè. Được chưa? Đó. Rồi tương tự như vậy chỗ này cũng vậy. Chỗ này là nó chạy lên đây là đấy cực đại cái nó chạy xuống. Rồi còn có phần phía dưới trục hoành này ta bỏ đi. Như vậy tóm lại đồ thị hàm số Fx trị đấu Fx nó là cái cái đồ thị nó có dạng như thế này đấy. Theo như cái cái hình thì vẽ đây. Đấy, được chưa? Rồi cái đường màu xanh này. Như vậy muốn cho sáu nghiệm phân biệt thì cái cái đường y bằng m trên 2 đây này là một cái đường nằm ngang. Nó phải cắt tại 6 điểm bây giờ ta tính coi thứ cái chỗ nào. Bây giờ ta thay từ từ, tại con tại cái cái trục hoành này thì nó là 1 2 3 4 điểm. Và trên cái trục hoành này một tí là lớn hơn không nhỏ hơn một thì nó là 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 8 điểm lận. Được chưa? Rồi, đây. Cái tròn chỗ này thì thứ 8 điểm lận. Rồi tiếp theo nó dẫn tới ngay chỗ con 1 thì sao? Ngay chỗ con 1 thì nó mấy điểm các em đây. Các em để ý nè. Ngay chỗ con 1 thì nó là 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 điểm. Rồi lớn hơn 1 thì nó là cái đường ngay chỗ này, trồn này thì nó là 1 2 3 4 5 6. Như vậy cái chồm chỗ này là cái trồn mà chúng ta duyệt vì ta quan tâm tới 6 điểm. À, còn tới ngay chỗ hai cái điểm cực đại này thì nó là cái đường này nó chỉ có 1 2 3 4 điểm thôi. Còn lên trên này thì nó chỉ có hai điểm thôi. Như vậy cái, cái 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 cái, giá trị mà À, để cho cái đường y bằng m trên 2 này nó cắt đồ thị trị với fx này tại 6 điểm phân biệt nghĩa là m trên 2 nó phải nằm trong có khoảng từ à, con 1 trên con 1 và dưới con 3 này đúng không nhưng mà nó sẽ lớn hơn 1 và nhỏ hẳn hơn 3 và từ đây ta rút ra được m sẽ nhỏ hơn 6 và lớn hơn 2 như vậy m chỉ có thể bằng 3 này 4 5 vì ở đây thì yêu cầu là tìm số nguyên mà phải không như vậy đáp án sẽ có 3 giá trị đấy à, kỹ thuật dạng dạng như thế như vậy nó có một sự kết hợp hoa này à, giữa cái đồ thị hàm số fx đã cho với những cái kỹ thuật biến động à, biến đổi đồ thị tất nhiên là ngoài cái dạng này ra thì còn có những cái dạng biến đổi đồ thị khác mà chúng ta đã học ở trong cái cái nội dung của bài học của nhận diện đồ thị đấy thì uh, có nhiều cái đề bài tập người ta sửa đi người ta không có để trị đối với không mà người ta để là f của trị tuyệt đối x hả đấy chẳng hạn như thế nếu như giải cái bài này thì uh, chẳng hạn như thế này đấy thì ta cũng làm được ngay bằng cách ta biến đổi cái đồ thị hàm số biết này đi rồi từ đó ta sẽ biện luận theo m cái số nghiệp của phương trình uh, thì uh, các cái dạng khác thì các em sẽ giải tương tự Bây giờ ta qua cái dạng số 5 đó là sự tương giao giữa đường thẳng bậc đường thẳng với cái hàm bậc 3, đồ thị của hàm bậc 3. Thế thì cái dạng bài tập này là một trong những cái dạng bài tập rất cơ bản liên quan tới tham số mà người ta hay gặp trong các cái đề thi tốt nghiệp. À, buộc chúng ta phải giải các bài toán mà nó liên quan đến những kiến thức toán ở lớp 10 chẳng hạn như là cái bài toán định lý VS đó Đấy. Ở đây người ta yêu cầu là tìm tất cả các giá trị thực của tham số M để cái đường thẳng y bằng mx trừ m cộng 1 này nó cắt cái đồ thị hàm bậc 3 này nè tại ba cái điểm phân biệt mà sao cho ab nó bằng bc à, thì ở đây à, để cắt tại ba điểm phân biệt thì gì à, thì à, phương trình hoành độ giao điểm phải có ba nghiệm phân biệt thôi nè như vậy công việc của chúng ta là phải lập cái phương trình hoành độ giao điểm này lên nha yeah. như vậy các em sẽ lấy cái cách giải như thế này phương trình hoành độ giao điểm của nó sẽ là x mũ 3 trừ ba x bình phương cộng cho gì à, x cộng hai thì bằng MX trừ m cộng một của chúng ta và cái phương trình này ta đưa nó về phương trình bậc 3 như thế này thì các em thấy rằng các phương trình bậc 3 này nè thì nó sẽ có một cái nghiệm đặc biệt là x 1. Và từ cái nghiệm đặc biệt x 1 này ta sẽ tách nó ra thành phương trình bậc 1 với bậc 2 như thế này, cái phương trình ở này nó sẽ tách ra thành hai cái phương trình. Bây giờ một câu hỏi đặt ra là tại sao từ cái phương trình bậc 3 này mà ta ta tách nó được như thế này? Đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Vì sao? Vì cái bước này mà không làm được thì chúng ta chắc chắn không xử lý được cái bài toán này đâu thế thì tại sao người ta thấy rằng là một cái phương trình bậc 3 như này không thể bấm máy tính được mà ta lại nhắm được tách ra được như này thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em cái kỹ thuật để nhắm các cái nghiệm đặc biệt của những cái phương trình bậc 3 mà nó có chứa tham số đó là phương pháp sử dụng cái kỹ thuật tìm điểm cố định của họ đường cao à, thì kỹ thuật làm như thế này này đầu tiên các em xem cái phương trình này như là một cái phương trình bậc nhất một cái phương trình theo ẩn m và ta đưa nó về rồi ta cho tất cả các cái hệ số của nó bằng 0 là tìm được nghiệm đặc biệt đây chẳng hạn như này nhá bây giờ đầu tiên ta ta đưa cái phương trình này về phương trình theo m thì cái này nó sẽ thành m này như vậy ta đặt thử chung thì trong này nó còn lại là một trừ x nữa các em. đúng chưa đó rồi gì nữa à, rồi còn lại là hệ số tự do hết như vậy là chỗ này cộng cho x mũ 3 này được chưa rồi gì nữa à, trừ cho gì 3 x bình này đúng không đấy rồi cộng x cộng một nữa này cộng x cộng 1 bằng 0 này đúng chưa rồi bây giờ các em cho những cái hệ số này nó bằng 0 hết như vậy là 1 trừ x bằng 0 này đó và gì và x mũ 3 này trừ cho 3 x bình này được chưa cộng cho x cộng 1 này bằng 0 này được chưa rồi các em giải cái hệ phương trình này ra thì rõ ràng cái hệ phương trình này nó sẽ cho chúng ta cái nghiệm là x bằng 1. Như vậy đây chính là nghiệm đặc biệt. Nghiệm đặc biệt của cái phương trình bậc 3 này. Đó. Đây là cách để ta nhẩm. Và tất nhiên nếu như trong cái phương trình này mà nó nó là phương trình bậc 2, bậc 3 theo M thì chúng ta cũng làm như thế. nếu là bậc 2 thì ta cho tất cả các hệ số của phương trình bậc 2 đó bằng 0. Rồi nếu bậc 3 thì cho tất cả các hệ số phương trình bậc 3 đó bằng 0 thì ta sẽ nhắm ra được cái nghiệm đặc biệt của cái 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 phương trình này. Đấy và tất nhiên cái nghiệm đặc biệt này nó sẽ không phụ thuộc theo tham số M Đây là một cái điều mà không phải bất kỳ cái phương trình bậc 3 nào phụ thuộc theo tham số M Nó cũng có cái tính chất này Một số bài thôi nha các em để ý đa phần một số bài và trong cái cái chương trình của chúng ta thì thì nó phải đưa được về như vậy Cho nên thường thường á, nếu mà không nhắm được nghiệm đặc biệt thì chúng ta phải nghĩ đến cách giải khác Chứ không thể nào mà dùng cái cách giải này được đâu Tuy nhiên cái bài này nó may mắn ở chỗ là nó có được cái nghiệm đặc biệt như thế này đấy thế thì bây giờ giá tới đây á, thì các em thấy rằng là nếu mà ta nhắm được nghiệm đặc biệt rồi thì làm sao mà ta phân tích được như thế này nữa thì công việc còn lại của chúng ta là ta lấy cái đa thức à, ở cái vế trái này nè ta chia cho cái đa thức x 1 thì ta sẽ được cái đa thức này cái này gọi là thương của nó đấy bây giờ ta sẽ thử chia nha rồi bây giờ các em sẽ viết cái đa thức bậc ba này ra rồi ta chia con thứ đúng không à, đây là x mũ ba này à, trừ cho 3 x bình này được chưa sau khi ta nhắm được nghiệm đặc biệt rồi nha như vậy chỗ này nó thành là cộng gì các em cộng cho gì cộng cho uh, x phải không? nhân cho một trừ m đúng không đấy cộng cho x nhân 1 trừ m rồi cộng cho một m cộng một nữa rồi các em chia cho cái đa thức x trừ một của chúng ta vì nó có nghiệm bằng một mà như vậy nó phải chia hết cho cái đa thức này giờ ta chia đúng chưa đó cộng cho m cộng 1 này rồi bây giờ như vậy ta số này được chỗ này là trừ 2 x đúng không trừ 2x giờ ta nhân lên đây nữa thì nó ra mấy à, nó ra chỗ này là trừ 2x bình này. đúng chưa rồi chỗ này nó thành là cộng 2x này đó rồi các em trừ ra thì hai cái này nó hết như vậy chỗ này nó sẽ thành là gì đấy ở trên này trừ xuống thì nó được là à, trừ m trừ mấy cái em à, 1 mà trừ 2 là trừ 1 này đó được chưa rồi nhân cho x cộng cho m cộng 1 đó như vậy cái này chia được nữa thành là được trừ của gì trừ của m trừ 1 lần nữa đấy nhưng mà nhân đi đây thì nó là à, trừ m trừ 1 nhân cho x này. đúng chưa rồi cái này ta nhân với trừ 1 có thành là cộng m cộng 1 này Đấy, rồi ta trừ ra nữa là bằng 0, được chưa? Như vậy là cái đa thức này này nó sẽ viết thành là x 1 nhân với cái này. Đây. Đó chính là lý do vì sao. Như vậy để đưa được từ một cái phương trình bậc 3 về tích của một cái bậc nhất và bậc hai kiểu như thế này thì công việc đầu tiên chúng ta là nhắm nghiệm. Đặc biệt kỹ thuật nhắm nghiệm là đưa cái phương trình này thành một cái phương trình theo cái ẩn số m cho tất cả các hạt số theo cái m đó bằng 0 thì ta sẽ tìm nghiệm đặc biệt và từ đó ta sẽ dùng cái phương pháp chia đa thức này. Tất nhiên rằng là có một số bạn thì không dùng cái kỹ thuật chia đa thức này mà một số bạn người ta dùng cái kỹ thuật à, dùng sơ đồ ne đó, người ta chia thì cũng được, tất nhiên là nó cũng sẽ ra rất là nhanh. Đây như thế này nhé. Nếu ta dùng sơ đồ ne, sơ đồ ne là cái sơ đồ nó như thế này các em. Đây, à, ta ghi cái nghiệm đặc biệt mà ta mới nhẩm ra đó là một và sau đó ta liệt kê tất cả các cái hệ số từ bậc cao nhất cho đến bậc thấp nhất của cái phương trình bậc 3 này ra. Ví dụ như hệ số bậc 3 là một này, hệ số bậc 2 là trừ -3 này, hệ số bậc nhất này là trừ m này. Và hệ số tự do là 1m một m 1 được ra Rồi quy quy tắc để dùng sơ đột này đó là gì là là ta hạ cái bậc cao nhất này xuống sau đó ta dùng con một và ta nhân xuống ta cộng lên như vậy nhân xuống đây là 1 trừ ba nó thành trừ hai này nhân xuống đây cộng lên đây là mấy như vậy trừ hai chỗ này thành trừ một trừ m chưa đó rồi cái đây nhân xuống đây cộng lên đây thì nó sẽ ra bằng zero như vậy cái bộ hệ số 1 trừ hai một trừ m này nó chính là bộ hệ số của cái đa thức bậc hai mà chúng ta chia ra đây cái cái đa thức này này đã em thấy này con một này chính là hệ số của x bình phương này đó, cái con trừ 2 này là hệ số bậc nhất này. Và cái con trừ 1 trừ m này chính là hệ số tự do. Đấy, nó cho chúng ta cái thông tin đó. Điều đó có nghĩa là từ cái này ta sẽ viết được cái đa thức à, cái, cái, vế trái của cái phương trình 1 này nó sẽ thành là x trừ 1 nhân cho chỗ này là x bình phương trừ 2x trừ m trừ 1 trừ m. Được chưa? Đây là cái kỹ thuật dùng sơ đoạt này để ta chia cho nó nhanh. Thế thì từ đây thì ta sẽ tách cái phương trình này ra thành hai cái phương trình, một cái phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai như vậy muốn cho cái cái đồ thị hàm số của chúng ta đó đây à, đề nó nói rằng là phải cắt nhau tại ba điểm phân biệt như vậy buộc cái phương trình bậc hai này nè nó phải có thêm hai nghiệm phân biệt khác một này nữa mà từ một cái phương trình bậc hai mà có hai nghiệm phân biệt khác một có nghĩa là gì delta nó phải dương và con một thế qua đây phải đúng thế ở đây người ta lấy delta phải này b phải hình phương là bằng 1 trừ cho ac là một cộng m này rồi còn con con trừ con một thế qua đây thành là một này trừ hai này trừ một trừ m này khác không như vậy từ đây ta giải ra được M sẽ lớn hơn trừ 2 và M khác trừ 2. Được chưa? Như vậy tóm lại là M sẽ lớn hơn trừ 2. Thì với cái điều kiện M lớn hơn trừ 2 này nè. Thì nó cho chúng ta thông tin là hai cái đồ thị. Cái đường thẳng đã cho và cái đồ thị bậc 3 là nó khác nhau tại 3 điểm phân biệt. Tuy nhiên trên cái đề bài toán này nó yêu cầu là ba cái điểm phân biệt đó phải thỏa mãn cái điều kiện là cái đoạn AB với cái đoạn BC nó phải bằng nhau. Đúng này Thế thì các em thấy rằng là à thế thì ba điểm phân biệt này thì có một điểm nó có hoành độ là à, uh, hoành đũa là bằng một rồi còn hai cái hoành đũa còn lại đó đó nè hai cái hoành đũa còn lại đó thì nó chính là nghiệm của cái phương trình à, uh, phương trình này nghiệm của phương trình này như vậy theo định lý vs thì nghiệm của nó sẽ là bằng gì tổng hai nghiệm của nó sẽ là bằng bằng trừ b trên a như vậy hai nghiệm này cộng lại thì nó bằng hai hai lần cái xido này, này đó nè hai lần này như vậy nó bằng hai lần xido uh, điều đó có nghĩa rằng là trong ba điểm đó thì có hai điểm mà nó nhận cái điểm còn lại làm trung điểm đây này x1 cộng x2 là bằng 2 lần x0 có nghĩa là x0 này nó sẽ bằng gì đấy x1 cộng x2 chia 2 à như vậy hóa ra là trong ba điểm đó thì nó có một cái điểm mà nằm giữa hai điểm còn lại như vậy có nghĩa rằng là điểm B này chính là trung điểm của AC và vì vậy AB nó bằng BC là hiển nhiên đây cho đó tờ kết luận rằng là M lớn hơn trừ 2 là giá trị cần tìm vì với M lớn trừ 2 thì tự động nó cắt nhau tại ba điểm phân biệt và nó thỏa mãn điều kiện bài toán luôn chúng ta không cần phải điều kiện gì thêm À, cho nên trong cái bài toán này cái đáp án của chúng ta sẽ chọn đáp án là B Được chưa nào Đây đây là một cái dạng bài tập mà nó yêu cầu chúng ta phải có những cái kỹ năng biến đổi Quy từ những cái phương trình bậc 3 về những cái phương trình bậc 2 Và dùng các cái kiến thức của chương trình lớp 10 Đặc biệt là định lý VS Hoặc là gì à, Các định lý về dấu của, của nghiệm tâm thức bậc 2 Đó nè À, một ví dụ khác tìm tất cả các giá trị thực của các tham số m để cho cái à, hàm số y bằng x mũ 3 trừ bảy x phương đồ thị này này nó cắt các đường thẳng y m tại ba điểm phân biệt thì cái dạng này nó khá là dễ vì lý do gì à, vì cái đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ bảy x phương thì chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được và cái đường y bằng m này là cái đường nằm ngang như vậy nó sẽ quy về cái bài toán dạng 3 của chúng ta hồi nãy này đấy như vậy là để tìm để tất cả các giá trị thực tham số thì công việc chúng ta là ta coi thử cái hàm số này nó thay đổi như thế nào. Và ta cho cái đường nằm ngang của chúng ta cắt tại ba điểm phân biệt là xong. Thế thì cái đường này, cái đồ thị hàm số này là một cái đồ thị hàm bậc 3 và chúng ta sẽ lập được cái bảng biến thiên của nó như thế này này. Đấy. Tập xác định của nó là R và đạo hàm ra thì các em thấy là đạo hàm nó bằng mấy? Đạo hàm của nó sẽ là bằng gì? À, bằng 3x bình phương trừ cho 6x đúng không? Như vậy cái này giải ra hai nghiệm, một nghiệm bằng 0 với một nghiệm bằng 2 đúng không? Đây, nghiệm bằng 0, nghiệm bằng 2 này. Và cái hệ số A này nó âm cho nên cái hình dáng đồ thị nó sẽ như thế này. Đấy, chắc chắn nó như thế này. Và sau khi tính thì ta thấy rằng cái điểm cực đại của nó là tại cái tung độ là bằng 0 này. Rồi, cái điểm tại 2 thì cái em thấy ở đây là 8 này. Cái này 4, 3, 12 là thành trừ 4 này. Được chưa? Còn cái này thì nó là âm vô cùng rồi. Cái đầu này thì dương vô cùng rồi. Đấy, như vậy dựa vào đây ta thấy cái đường y bằng m mà muốn cắt cái đồ thị này tại ba điểm phân biệt thì cái đường y bằng m nó phải nằm chỗ này. Đúng không? Có nghĩa là m nó sẽ lớn hơn 4 và nhỏ hơn gì đây? Nhỏ hơn 0, được chưa? Và đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B. À. Rồi, một ví dụ khác. À, cho đường thẳng delta có phương trình là 2x cộng y à, bằng 2X cộng 1 các cái đồ thị hàm số y bằng x 3 trừ x cộng 3 tại hai cái điểm phân biệt với cái tọa độ được ký hiệu lần lượt là a b như thế này và trong đó người ta cho x a thì nhỏ hơn xB bài toán yêu cầu là tìm cái tổng xB b cộng y à, như vậy chẳng qua là đi tìm cái tọa độ điểm b này mà thôi thế cái tọa độ điểm a và điểm b chẳng qua là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm như vậy công việc của chúng ta là phải lập cái phương trình hoành độ giao điểm ra đấy chưa đấy thì phương trình hoành độ giao điểm của chúng ta là x mũ ba trừ x cộng ba là bằng hai x cộng một này đấy chưa đấy bằng hai x cộng một rồi các em chuyển vé thì các em sẽ được phương trình sau đây là x mũ 3 này chuyển cái này qua là trừ cho à, uh, chỗ này là mấy? x mũ 3 trừ cho gì đây? Chỗ này là thành mấy? À, uh, chỗ này là thành à, uh, trừ 3x trừ 3x cộng 2. Đây, nó thành cái phương trình này bằng 0. Đó, nó thành phương trình này. Và phương trình này là phương trình bậc 3 thì các em chỉ cần lấy máy tính các em bấm thôi đúng nè phương trình bậc 3 thì chắc chắn là ai cũng bấm được rồi à, chỗ này các em bấm máy tính ra thì các em sẽ được hai cái nghiệm đó là nghiệm x bằng trừ hai và nghiệm x bằng trừ một thế thì hai cái nghiệm đó chính là hoành độ của hai cái điểm a và b này nhưng mà theo cái đề bài toán người ta cho xb nhỏ hơn xa cho nên là cái đây sẽ là xb đúng chưa và đây sẽ lấy xa thế thì với cái xb mà bằng trừ hai đó thì các em thay cái tọa độ hoành độ này vào trong một trong hai cái đường này à, thay vào đâu cũng được á à? á yeah. Ví dụ như trừ 2 ta thay vào đây thì cái này trừ 4 cộng 1 là thành trừ 3 này. Cái này chính là y bì. Như vậy ta đã tìm được tọa độ điểm B thì ta cộng lại thì đáp số sẽ là trừ 5. À, nghĩa là đáp án cái này sẽ là đáp án à. Được chưa? Đấy. À, một câu khác à, như thế này. Đó là gì? Tìm tất cả các giá trị thực tham số M để đường thẳng Y bằng trừ X cộng 5 này. Nó cắt cái đồ thị hầm bậc 3 này tại 3 điểm phân biệt. À, nghĩa là các phương trình hoành độ giao điểm của nó phải có mấy nghiệm. Phải có 3 nghiệm phân biệt là được. Quá này. Rồi thì một lần nữa chúng ta lại lập phương trình hoành độ giao điểm lên và ta coi thứ phương trình bậc 3 này có thể quy việc về, về phương trình bậc 2 không? không? À, đấy, thế thì các em thấy rằng ở đây phương trình hoành độ giao điểm nó đây thì cái điều may mắn của chúng ta ta thấy hai con năm này rút gọn được cho nhau. Và ta chuyển con x qua thì ta đã thấy rằng a à, cái phương trình này hóa ra là gì? Là nó có một nghiệm đặc biệt x bằng 0. Đó nè, đấy, nhưng mà ta chuyển qua là thấy nè. Nó thành phương trình là x mũ 3 cộng cho 2 x bình. Cộng cho gì? 3m cái con x này chuyển qua đây là thành là gì các em? chỗ này đáng lý ra là nó thành mấy thôi à, thầy xem lại cái đề một tí à, cái này là trừ x cộng 5 à, cái này là 3 thừa số cho m trừ 1 nhé 3 thừa số m trừ 1 x cộng 5 chuyển cái con x này qua thì nó ra cái gì đây nếu mà ta tính ra thì 3 m trừ 3 này đi chưa rồi chỗ này thành cộng 1 nữa hả rồi ta đóng một đơn là x này đó chuyển qua đặt x thừa chung thì như vậy chỗ này thì nó thành là 3 m trừ 2 đúng chưa đấy nhân x và các phương trình này thì rõ ràng khi ta đặt cái con x làm thứ chung thì nó có một nghiệm x bằng không và cái phương trình bậc hai còn lại ở đây sẽ là x bình phương cộng cho 2mx cộng cho 3m 2 bằng không như vậy muốn cho cái đường thẳng này mà cắt đồ thị này tại ba điểm phân biệt điều đó có nghĩa là buộc phương trình bậc hai này phải có thêm hai nghiệm phân biệt khác không nữa đó mà muốn cho một cái tam thức bậc hai có hai nghiệm phân biệt thì ở đây cái delta chỗ đây ta ta lấy delta phải dương và đồng thời con không thế đây vô là nó phải khác không Đấy, nó như thế này ta được cái điều kiện này thì cái delta có phải của chúng ta nó m phương trừ cho AC là trừ 3m cộng 2 này nó phải dương và 3m trừ 2 bằng 0. Đây là một bắt phương trình bậc 2 và bắt phương trình bậc 2 này khi ta giải ra đó, các em bấm máy tính ra thì nó sẽ có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng gì? Bằng 2. Theo định lý vị dấu của tâm thức bậc 2 thì trong trái ngoài cùng, trong âm ngoài dương. Và ở đây người ta chỉ lấy dấu dương thôi, nghĩa là ta sẽ có được M nó như thế nào? M nó sẽ bé hơn 1 hoặc M lớn 2, đúng chưa? đây chính là nghiệm của bất được mặt hai này còn chỗ này m nó sẽ khác 2 phần 3 đi ra yeah. như vậy đây chính là đáp án của chúng ta phải không như vậy nếu mà ta vẽ ra thì 2 phần 3 nó nằm chỗ nào 2 phần 3 thì nó sẽ nằm trong cái chỗ này, này. đó 2 phần 3 nó nằm chỗ này Đấy. đó như vậy tóm lại chúng ta là gì m nó phải thỏa cái điều kiện này đây chính là điều kiện để cho cái hai cái đồ thị nó khác nhau tại ba điểm phân biệt như vậy tôi chịu qua đây ta sẽ đối chiếu đáp án của chúng ta là gì đây à, m nhỏ hơn 1 và khác 2 phần 3 hoặc m lớn hơn 2 đáp án ở đây sẽ là đáp án c được chưa rồi à, một ví dụ khác có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m nằm trong đoạn từ trừ 2018 đến 2019 à, để đồ thị hàm số bậc 3 này và cái đường thẳng này có duy nhất một điểm chung thôi nghĩa là phương trình hoành độ giao điểm của chúng ta phải có mấy nghiệm phân biệt phải có một nghiệm phân biệt à một nghiệm thôi một nghiệm duy nhất đó này. xin lỗi cái chỗ chữ phân biệt nè rồi như vậy là ở đây ta thấy rằng là cái phương trình này nó là phương trình bậc 3 như vậy nếu mà ta ta giải theo cái phương pháp thông thường như khi nãy thì con thứ liệu được không nè đấy đó là ta đưa từ phương trình bậc 3 về phương trình bậc nhất với một cái phương trình bậc hai đó thì ta thử làm điều đó có được không nè đây như vậy chỗ này nó là trừ cho gì các em à, chuyển cái 3 x này qua thì cái này nó thành là 3 như vậy chỗ này là trừ 3 mx mà trừ cho 3 x này nữa như vậy ta đặt cái trừ 3 ra ngoài như vậy hóa ra chỗ này nó m cộng 1 nhân x này đúng không đó chưa yeah. đấy trừ 3 mx trừ cho 3 x này rồi con 1 chuyển qua là thành cộng gì đó em cộng 2 rồi Thế nếu như mà ta muốn đưa cái phương trình này về thành một cái phương trình là x trữ x0 này. Ta làm giống y như những cái bài tập khi nãy đó. À, và chỗ này nó thành một cái phương trình bậc 2. Được chưa? Ví dụ đây hệ số bậc nhất thì cái này nó thành là x bình phương này cộng cho ax cộng b. Đấy, ta có thể làm được như thế này nữa không? Đúng chưa? Đó, rồi ta cho cái 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 cái, cái từ đây ta sẽ kết luận cho cái trường hợp là có nghiệm nhất. À, thế thì đối với trường hợp này thì buộc chúng ta phải nhẩm nghiệm đặc biệt không? giống y như khi nãy muốn nhẩm nghiệm đặc biệt thì chúng ta lại làm gì lại đưa các phương trình này về các phương trình theo ẩn m đúng chưa nhưng mà nếu ta đưa các phương trình này về phương trình theo ẩn m thì ta sẽ chỗ này sẽ là trừ ba này mx này đúng chưa đấy trừ ba mx rồi còn lại là hệ số tự do hết đúng không đây là xm này x mũ ba này như vậy là chỗ này là thành trừ ba x cộng hai đúng chưa đó cộng hai bằng không À, như vậy chỗ này á, thì muốn nhẩm nghiệm đặc biệt trong trường hợp này thì buộc x nó phải bằng không này à, thực ra là trừ 3 x bằng không đó. đó. và gì và cái lượng này phải bằng không nữa trừ 3 x cộng hai phải bằng không nữa à, tôi nhẩm nghiệm đặc biệt không phụ thuộc thêm mở mà tuy nhiên rằng cái điều này nó không đúng này nó, nó sai nó nó, nó vô nghiệm có nghĩa là nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là chúng ta không đưa không nhắm được cái nghiệm đặc biệt và và nó nó không thể tách cái phương trình bậc ba này thành tích của hai cái bậc nhất với một cái bậc hai này nữa như vậy cái phương pháp này không thể giải được đúng chưa? cho nên là buộc chúng ta sẽ xử lý bằng kỹ thuật khác thì một trong những kỹ thuật rất là hay ở trong cái chương trình lớp 12 mà chúng ta vận dụng được đồ thị đó là kỹ thuật cô lập tham số và chúng ta lại khảo sát một cái hàm số khác nghĩa là từ cái sự tương giao của hai đồ thị này này ta quy về số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm. Và từ phương trình hoành độ giao điểm này, chúng ta lại đưa về một phương trình hoành độ giao điểm khác. Đấy, có nghĩa là như này này, từ cái phương trình này chúng ta cô lập cái tham số m này ra. Được chưa? Đấy, thì các em để ý chỗ này một tí. Cái chỗ này người ta biến đổi tương đương này là hơi bị lố một tí. Ha, thì thực ra thì các em để ý này. Đáng lý ngay chỗ này này, tới đây này, sau khi người ta đưa cái 3mx này ra thì tới đây thực tế là chúng ta phải làm một cái công việc À, đó là trường hợp ta chia trường hợp ra mục tiêu của chúng ta là cô lập cho được cái tham số m này và ta đưa hoàn toàn cái x này qua vế bằng cách ta phải chia cái x này xuống tuy nhiên muốn chia cái x thì buộc phải xác trường hợp là x phải khác không mới chia được cho nên ta phải xác trường hợp thứ nhất là x bằng không trước thế là nếu x bằng không thì các em thế vào trong hai vế này thì nó không là nghiệm của phương trình đó à, không là nghiệm phương trình đấy ta phải nói rõ nó ra đúng không rồi cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp là ta xác x gì? Ta xác x khác 0. Thì lúc này khi xác x khác 0 thì bây giờ ta mới đưa cái phương trình này thành cái phương trình này được. Và cái phương trình này ta xem như là phương trình hoành độ giao điểm của hai cái đồ thị. Một cái đồ thị là y bằng 3m là một cái đường nằm ngang. Và cái đồ thị đây chính là đồ thị fx nào đó. Đấy. Thế thì cái số nghiệm cái số nghiệm của cái phương trình này này và cái số nghiệm của cái phương trình hoành độ giao điểm của hai cái đồ thị hàm số y này và cái hàm f này nó là như nhau như vậy muốn cho cái đường này với đường này cắt nhau tại một điểm duy nhất thì đồng nghĩa với cái đường y bằng 3m này nó lại cắt cái đồ thị hàm số Fx mới đây này cũng tại một điểm duy nhất điều đó cho chúng ta một cái thông tin là gì à thì hóa ra thì bây giờ muốn cho cái đường này mà cắt đồ thị hàm số này tại một điểm duy nhất thì chúng ta phải lập cho được cái bảng biến thiên của cái hàm bên trái này à cái hàm bên phải này Thứ tư hàm bên phải này là một cái hàm chỉ phụ thuộc vào x thôi cho nên chúng ta sẽ lập được cái bảng biến thiên và mục tiêu chúng ta phải lập cho được cái bảng biến thiên đầy đủ. À, các em nhớ nè. Bảng biến thiên đầy đủ là chúng ta phải làm đúng cái quy trình. Đầu tiên là phải là à, tập xác định hay là miền khảo sát của nó. Sau đó chúng ta phải tính đạo hàm và giải phương trình đạo hàm bằng không ra. Rồi ta phải tính các cái giới hạn tại các cái đầu mút của cái cái tập xác định hoặc là cái miền khảo sát đó. Rồi cuối cùng ta mới lập bảng biến thiên và điền tất cả các cái thông tin điền bảng biến thiên và cuối cùng dựa vào bảng biến thiên thì chúng ta mới biết được à thì hóa ra cái đường bay m này nó cắt cái đồ thị hàm số này tại một điểm duy nhất khi nào đúng không đấy cho nên bây giờ từ cái hàm số biết nó cho này bắt đầu ta đưa về cái vấn đề là lập bảng biến thiên bằng cách ta đạo hàm ra này ở đây người ta chia xuống để đạo hàm cho nó tiện đó thì ở đây ta thấy rằng là chia xuống thì cái này là x bình phương trừ 3 x cộng 2 đến x thì f phải của này nó sẽ là 2 x này cái này trừ 3 đạo hàm là hết còn 2 đến x đạo hàm là bằng trừ 2 đến x bình phương và cái này sau khi quy đồng thì ta được là 2x mũ 3 trừ 2 chia cho x bình phương. Và trong cái trường hợp mà chúng ta đang xác là x khác 0 á, thì cái phương trình FX bằng 0 này nó sẽ có một một nghiệm duy nhất đó là x bằng 1 thôi. Được chưa? Rồi, như vậy thì ta sẽ lập được cái bản biến thiên như sau. À, đáng lấy là phải tính cái liêm ra nữa nhưng mà à, thì thầy sẽ hướng dẫn trong quá trình à, lập cái bản biến thiên này. Từ điền các đầu mút. Như vậy với cái hàm số này này thì tập xác định của nó là từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng này đúng không và nó bỏ cái con gì bỏ con không ra nha đấy thì ta điền từ âm vô cùng đến dương vô cùng nè đây là đầu mút của tập xác định nè tiếp theo điền cái điểm mà hàm số không xác định chính là con không rồi nè chỗ này phải đúng lý ra là phải vẽ hai sọc mới chính xác à, đấy rồi gì nữa rồi tiếp theo là điền cái điểm mà đạo hàm bằng không là con một này điền cái điểm mà đạo hàm không xác định ở đây cũng chính là con không đây đây đạo hàm của chúng ta đây được chưa rồi sau đó các em sẽ làm gì sau đó các em sẽ điền À, cái dòng thứ hai, thì cái dòng thứ hai của chúng ta nó chỉ có ngay chỗ con một này nó là con không rồi tại đây hai sọc này. bây giờ việc còn lại của chúng ta là điền các cái dấu của cái đạo hàm này vô trong này. thì ví dụ như điền dấu thì các em sẽ dùng cái gì? dùng máy tính ta điền. ví dụ như là trong cái miền từ không đến trừ âm vô cùng đến không là ta điền, ví dụ như ta điền con trừ một vào đây. ta điền con trừ một vào trong anh chàng phải này. thì các em thế vô trừ một vô. thế trừ một của đây thì cái này nó thành là trừ trừ hai trừ hai nữa chia cho một này thì nó là số âm chưa như vậy có miền này sẽ bằng dấu trừ này được chưa đấy tương tự như vậy muốn biết đạo hàm trong cái tròn mà từ không đến một này bao nhiêu thì các em lấy một con số nào ở giữa này ví dụ như con số một phần hai chẳng hạn nằm ở giữa này ta thiếp vào trong đây thôi cả cái biểu thức nó bằng dấu gì thì cái miền nó bằng dấu đó chẳng hạn một phần hai thì cái này nó thành là hai nhân một phần tám này đúng chưa rồi trừ cho hai mà chia cho cái dưới mẫu này thì nó dương rồi cái này không cần quan tâm đây là một phần tư ta không quan tâm À cái này nó ra là 1/4 trừ 2 là nó âm nữa kìa. Đúng không? Nó âm nữa như vậy chỗ này ta phải điền dấu trừ tiếp. Rồi từ cái con 1 mà cho đến dương vô cùng thì ta điền dấu gì? Thì ta lấy đại nó một số đi, ví dụ ta lấy số 2 ta điền qua đây đi. Số 2 điền qua đây thì 2 là 2 mũ 3 là 8 nhân 2 nữa là 16, 16 mà trừ cho 2 là dương kìa. Ý bình Phương này nó dương nhưng mà chắc chắn cái miệng này ta điền dấu cộng này. Đó. Rồi mà sau khi ta điền dấu cộng rồi thì cái miền còn lại ta sẽ điền mũi tay đi xuống này. Rồi đi xuống này rồi đi lên được chưa rồi sau đó ta sẽ điền tất cả các cái đầu mút thì các em để ý rằng là đối với cái dòng thứ ba là dòng x cái này, này x nó dần về chỗ này là dương vô cùng nhá đấy x nó dần về dương vô cùng thì cái hàm fx của chúng ta đây nè đây cái hàm fx này, này này nó là hàm bậc 3 trên bậc bậc một và khi x dần về dương vô cùng thì giới hạn này nó sẽ có dạng vô định vô cùng đi vô cùng và do cái bậc tử nó lớn hơn bậc mẫu cho nên kết quả chỗ này sẽ là dương vô cùng này được chưa đó rồi tại x bằng một thì biết bằng máy các em thay vô x bằng 1 thì cái này là 1 cộng 2 trừ 3 là bằng 0 này chỗ này bằng 0 này được chưa rồi ngay chỗ x dần về âm vô cùng thì sao x dần về âm vô cùng thì à, giới hạn này cũng sẽ là bậc tử Chỉ bậc mẫu là thành gì là vô cùng đi vô cùng hoặc các em nhìn vô đây cho nó nhanh này đó x dần về âm vô cùng thì cái lượng này nó sẽ dần về không cái lượng này nó lại dần ra dương vô cùng này do nó là bình phương à, trừ cho 3 thì chắc chắn nó cũng dương vô cùng luôn đúng không đấy dương vô cùng đấy chỗ này rồi Uh, đi xuống còn lại hai cái chỗ này thôi thì các em để ý rằng là tại con không thì thì thì, thì mẫu bằng không và tử này á, là nó bằng hai cho nên kết quả giới hạn sẽ là vô cùng mà vô cùng phía tây này thì các em sẽ điền vô vô cùng thôi này đó vô cùng phía dưới này thì chắc chắn nó sẽ làm vô cùng được chưa như vậy đây chính là bản biến thiên đầy đủ của các hàm fx này bây giờ việc còn lại chúng ta làm thế nào để cho cái đường y bằng 3 m nó cắt cái đồ thị này tại một điểm duy nhất là sao cái gì nữa đúng không rồi thế thì các em để ý này, bây giờ ta sẽ vẽ minh họa từ cái bảng biến thiên ta vẽ minh họa cái đồ thị ra để ta đánh giá cái sự tương giao cho nó dễ này. Như vậy cái đồ thị của chúng ta chắc chắn nó sẽ có dạng như thế này. Đây là từ dương vô cùng này. Nó sẽ chạy xuống tới gì các em? Âm vô cùng này. Rồi, ngay chỗ đây cái đường cái đường uh, x bằng 0 chứ là cái đường này người ta gọi là cái đường tiệm cận đứng. Đấy, được chưa? Rồi, tiếp theo là tự này nó là dương vô cùng này. Đó, cái nó chạy xuống gì các em? nó chạy xuống tới không Đấy, như vậy tóm lại chúng ta sẽ là 3M này buộc phải nhỏ hơn 0. Nghĩa là M nhỏ hơn 0. Nhưng mà theo điều bài toán là ở đây chúng ta chỉ lấy những cái giá trị nguyên mà nó nằm trong cái trồn này thôi. Như vậy hóa ra M cần tìm của chúng ta nó sẽ nằm trong cái giá trị là trừ 2018 à, cho đến con trừ 1. Đúng không? Cho đến con trừ 1. Như vậy nó có cả thể là 2018 giá trị. Như vậy đáp án ở đây sẽ là đoạn đi. Được chưa? Đấy. Như vậy qua cái ví dụ này nó cho chúng ta một cái kỹ thuật Rất là quan trọng Để biện luận sự tương giao của hai cái đồ thị Ngoài cái phương pháp là lập phương trình hoành độ giao điểm Và quy nó về những cái phương trình bậc 2 Để sử dụng các kiến thức ở chương trình lớp 10 Đặc biệt là định lý VS Cũng như là các cái à, kiến thức liên quan về tâm thức bậc 2 Thì à, ngoài cái phương pháp đó ra Thì chúng ta còn xử lý được một cái phương pháp nữa đó là gì À không phải lúc nào có việc chuyển từ một phương trình bậc 3 Về phương trình bậc 2 nó cũng may mắn à, cho nên ta phải đưa nó về một cái phương pháp đó là cô lập cái tham số m ra và chuyển nó từ một cái bài toán tương giao của hai cái đồ thị ban đầu thành hai cái đồ thị khác mà trong hai cái đồ thị mới này thì một cái sẽ là fx và một cái sẽ là rm có nghĩa là quy về cái dạng bài tập 3 mà chúng ta đã làm ở đây được chưa cho nên là đối với dạng toán này thì cái quan trọng nhất là gì các em quan trọng nhất là thứ nhất là cô lập được không cái thứ hai là nếu cô lập được thì cái quy trình rất quan trọng của bước tiếp theo đó là gì? Là chúng ta phải lập cho được cái bảng biến thiên đầy đủ của các hàm số FX được mới được hình thành đó này, này. Thì thường thường cái hàm mới được hình thành này nó là một hàm rất là phức tạp. Vì cái quá trình cô lập nó sẽ dẫn đến cái điều kiện là cái hàm số fx của chúng ta này nó hơi rườm rà. Cho nên là cái việc tính toán các em phải sức cẩn thận để tìm ra cho được cái hình dáng của cái đồ thị fx đó và khi đã tìm được hình dáng của đồ thị biết đó thì mọi việc nó sẽ xảy ra rất là nhanh đó nè giải ra được rất là nhanh đấy đó là cái dạng thứ năm à, thì à, ta cũng sẽ dừng cái tiết học ở đây vì ta còn cũng khá nhiều cái dạng bài tập tiếp theo nữa còn tầm hai ba dạng gì đó nữa thì ta sẽ gặp nhau trong cái tiết học sau xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo